Dưới đây là cách làm mặt nạ trà xanh cơ bản giúp làm sạch râu, dưỡng ẩm và cải thiện sắc tố da. Nguyên liệu: 2 muỗng cà phê bột trà xanh, nên chọn bột nguyên chất không pha tạp. 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. 2 đến 3 muỗng sữa chua không đường. Các bước thực hiện: cho bột trà xanh, mật ong và sữa chua vào một bát sạch. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp trở nên mịn màng và đồng nhất. Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và giúp lỗ chân lông mở rộng trước khi thoa lên mặt. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên mặt và cổ, tránh vùng mắt và môi. Để mặt nạ trên da từ 15 đến 20 phút. Đây là thời gian để da hấp thu các dưỡng chất từ trà xanh và sữa chua. Sau khi mặt nạ đã khô, dùng nước ấm rửa sạch mặt. Cuối cùng, rửa lại bằng nước lạnh để xe khít lỗ chân lông và giữ ẩm cho làn da.